Chương trình tiếp tục với lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered của Anh dự báo tăng trưởng GDP quý 3 của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý 2. Dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%. Và đây là kết quả khả quan của nền kinh tế trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự chủ động, nỗ lực của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi từ cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã góp phần tạo nên bức tranh sáng màu cho kinh tế Việt Nam. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện quyết liệt để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tại kho bạc nhà nước thành phố, mô hình kho bạc 3.0, không tiền mặt, không khách hàng giao dịch tại trụ sở, không giấy tờ đã được triển khai hết sức hiệu quả. Giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho khoảng 3.400 đơn vị giao dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân một đơn vị giao dịch như vậy tiết kiệm chi phí đi lại, in ấn chứng từ được hàng trăm triệu đồng. Và như vậy là tính chung địa bàn toàn thành phố Hồ Chí Minh thì tiết kiệm hàng năm hàng trăm tỷ đồng. Ngân hàng thương mại và cái nỗ lực của các bên liên quan trong cái việc tạo dựng cái mũi mặt bằng lãi suất mới, nó có tính nó thấp hơn, nó có tính hấp dẫn hơn và dễ chấp nhận hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Một cái điều kiện thuận lợi rất căn bản mà chính phủ đã làm được và tạo dựng được duy trì trong một thời gian dài, đấy là mặt bằng lạm phát tương đối thấp. Và chính cái lạm phát thấp ấy nó làm cho tạo điều kiện cho người gửi tiền và doanh nghiệp đều yên tâm hơn cho các quyết định là gửi tiền đầu tư kinh doanh của mình. Nhu cầu tín dụng tháng 9 tiếp tục phục hồi, thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi theo hướng tiếp tục nới lỏng điều kiện cho vay, tạo tiền đề để giúp thanh khoản hệ thống ổn định. Áp lực vơi bớt, các doanh nghiệp cũng phục hồi mạnh mẽ hơn, không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh ngắn hạn mà nhắm đến các mục tiêu xa hơn, bền vững hơn như tham gia vào phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, sẵn sàng đón nhận những thách thức mới. Chúng ta cần phải cân bằng giữa hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề phát triển kinh tế, vấn đề thứ hai nữa là hành trình tới net zero. Nếu mà chúng ta phát triển kinh tế ở mức độ là quá mạnh thì nó lại đi ngược với vấn đề là hành trình tới net zero và phải xây dựng được một cái nhận thức của doanh nghiệp rằng là mình phải có những cái sự chuyển đổi, cần phải áp dụng ngay các cái chuẩn. Như vậy thì cái mô thức kinh doanh hoạt động của mỗi doanh nghiệp là thay đổi hoàn toàn. Chúng ta thực hiện tốt cái việc cải cách thể chế thì nó còn giúp giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Và như vậy thì cái này nó có tác động cả về ngắn hạn, dài hạn. Ngắn hạn là nó chia sẻ với khó khăn, dài hạn thì nó giúp cho doanh nghiệp cầm cự, duy trì và có cơ hội để phát triển và trở lên cạnh tranh hơn. Sắp tới chúng ta có thể cạnh tranh với toàn cầu, với khu vực. Người ta tới đây, người ta có năng lực nhiều hơn thì những cái công việc hiện tại có thể biến mất đi. Và những cái công việc mới thì đòi hỏi cái năng lực số rất là nhiều. Cho nên để mà sắp tới, để mà chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thành công thì chúng ta cần phải tăng cường và tạo ra cái không gian, tạo cái điều kiện để phát triển năng lực số cho người dân. Dù các số liệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế, nhưng tốc độ cũng còn tương đối chậm. Trong những tháng cuối năm, các chuyên gia nhận định tiêu dùng trong nước, đầu tư công và xuất khẩu tiếp tục là ba trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó quan trọng nhất là việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện cơ chế quản lý đầu tư và quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền theo hướng hiện đại, hướng đến các yếu tố bền vững.